Xin chào bạn mến nha. Chiều hôm nay thì mình với bạn mình đi chài cá sông nha bạn. Cái này là sông của cầu Suối Tiên. Đó. Thường thường là người xà lan các bạn, là họ sẽ vô đây họ đi lấy đá. Thấy các bạn thấy cái hòn sóc nè. Hòn đất, hòn me, hòn đất. Cầu Suối Tiên thì cũng có rất là nhiều xà lan chạy thường xuyên các bạn. Mạnh sức luôn đó, cho dặn hết, hết dây luôn. Con biết gì nãy thảy vô cho vừa thôi, thảy lôi lên cho nó nặng nặng chút. Gì dính ở trên đó, đó có cá, có cá, có cá. Có con mày dinh hai con luôn, có chốt nữa kìa, chà bá luôn kìa. Wow. Cá công nãy giờ chài mới được còn hai con nữa, bạn chốt chà bá luôn kìa, trứng không á. Tại mùa mưa xuống nó bắt đầu nó đi đẻ rồi bạn, nên cá chốt giờ bự bự không. Không cá chốt rồi. Chụp chích còn cá cóc mà cái mày dính không. Đâm không? Đâm hơn chữ đâm. Đắt đâm. Đó. Đù ơi. Cái gì chà bá vậy? Lộc y lâu kiến. Trời con cái lâu kiến. Cá chốt y quá trời cá chốt rồi trời. Giờ mua cá chốt đi. Ồ lâu kiến. Hèn tôi thấy đâm cái bịch tưởng cụ phi không rồi đó, bắt mày về luôn, con này nướng tới tay rồi. Trời nó bự, nó kiếm thì nướng ăn ngon. Đang có gom nữa. Sao đừng đờ rồi. Rồi nãy giờ mình đi mình thấy được có cái bãi cũng rất là im các bạn. Cái này mình phải có mồi á, mình chài mới dính nhiều cá được. Cái này mình chài không á bạn, không có mồi. Cá mình thấy ở đây ụt cũng có ụt á bạn, biết có cá hay không thôi. Đứng ngoài nữa. Ngay đường nước vô. Méo xẹo. Gắng lú ra ngoài chút thấy cái ụt ngoài khơi hết trời hết dây. Ở đây nghe ống bọng trời ơi. Ừ, nghe ống bọng. Biết có cá đâm không? Okay. Động quá chạy. Hết né. Ngay vậy sao né. Chạy chạy những cá bự cũng chạy luôn. Mới chạy sát bên. Ôi có cá đâm, cá đâm. Đâm không? Đâm đâm bực bực luôn. Ra luôn về không biết. Đóng tiên luôn rồi. Đó. Đó. Ồ. Mấy con luôn. Mấy con cá luôn.
đâm rõ kìa. Chạy mày. Đi mày mà chạy lại mày chạy. Mày xong thì chạy có cá quá. Hả? Mày này chạy có cá số tiên động. Ừ. Hai bà con cá trắng. Cá cóc. Nó bự. Ừ. Giờ cá cóc nhiều lắm. Cá này bự. Ừ. Đẹp quá. Cá cóc bà lớn này là có nhầm con ký mấy luôn á. Ừ. Vậy còn nhỏ. Cá nó vừa. Nó rảnh. Rảnh. Ục nữa kìa. Nói chạy nữa. Ừ. Để cho nó ôm nha. Ừ. Đã chạy hai bên vậy là cũng giữa. Nhanh đi xà lan tới kìa. Đây là mình dính chạy luôn. Giờ dính vào chỗ này có mồi giả cái bể chạy. Ghê. Xà lan cho nhanh đi coi. Cái gô à? Hai băng cái gô luôn. Ừ kìa, cái gô hóc kìa. Trời, ba chạy ra đó có cá hết rồi. Thôi chạy mé bên kia một cái nữa. Hả? Bơ đây nè. Được. Đó đâu có cái xào gì. Biết chưa? Con gì phải. Không đâu. Chạy dính cái vỏ phải. Dễ gì không có. Chạy dính cái gô chạy ghê. Ừ. Này mà có mồi ha. Gãy đặt trời luôn. Ừ, gô có trứng gô bự không trời. Gô bự không, nó nu. Ừ, gô trứng. Ừ. Nguyên bụng trứng. Tới mùa mưa đã đẻ nè. Trống bọng nó ra nữa. Động rồi chứ. Đi kiếm bến kia. Ừ. Bến này cũng được mớ cá mà. Giờ mình tới tiếp tục đi cái bến khác mình chạy nha. À, mới thấy được chạy. Trời ơi, ngẹt ngẹt chạy luôn rồi. Ngẹt chạy luôn rồi. Nhiều không? Trời ơi. Trời ơi. Mình thấy rõ cái thật luôn. Quá trời à. Cởi hoài luôn. Quá trời à. Tụi nó cứ sạc không. Quá trời cá rồi. Dũ nó xuống được hả? Nó chịu xuống kìa. Má. Cái nghe chưa? Trời ơi. Lớp ở đây ngoài gieo vô. Trong đâm ra. Nghẹt cái chưa. Đâm bực 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 luôn. Đâm bực 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 luôn. Sặc ấy không nhỉ? Sặc đớm á. Ừ, bự bự thôi. Này kho tiêu còn hết sảy. Ừ,
Ta lưới tàu để dằn cái tàu gỡ da dạ, cái gôn trời uống nu à. Cá ụt nhóc chưa. Nằm mới muốn cái chỗ mấy nước dài gỡ nữa tiếng hồ quá trời này như tay lưới cái sặc không mấy nước cái sặc không quá trời nghe cái chân. Gỡ cái tay thì mệt xỉu luôn. Quá dữ. Một chai một cái ký cá nhẹt cái chân có cái chốt này có cá sạch không có cái chốt luôn ba loại cá đúng nhóm nhất này. Cái gô có sạch cái chốt nhoi. Vô nhậu hả? Ngon đi chơi rồi nhậu nha. 90 cục tì cho bá. Đâu không? Quá đầm đầm ngon nè, ngon. Thiệt không? Thiệt. Cá bực luôn đâu rồi. Cá cóc quá. Có còn á hai con luôn cá rô bự bự không à con cá gì đâm trời cái lô ký hàng gì đâm cái bực luôn cái rảnh không lô kiến bật mình luôn nhỏ nhỏ giục đi. Kiến này xả hay nướng đã nãy đừng con thôi đừng con nó nướng luôn trời hai con mệt luôn ốc u vàng nữa vô xong cũng bự bự không tới mùa mưa xuống là cá chốt cái gô nữa đẻ chưa cái nhỏ nhỏ gì mình thả mình không ăn nha ô ô vô xong chà bá ăn luôn con dây vô xong chà bá bốn con ủa lóc chữ gì chỗ này trống nữa hả? Một mình không? Mà đi. Ừ, đi, đi bán khác. Chạy giờ chạy nếu mình cũng về. Mình tối rồi. Này là cái thành quả nãy giờ mình đi chạy nha các bạn. Cũng rất là nhiều cá nha. C-
cá sặc, cá gô, cá lóc kiến, cá cóc thì đủ. Rồi giờ nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy đăng ký kênh và chia sẻ video của mình cho mọi người cùng xem nha. Giờ thì mình chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem những video của mình và nhớ bấm nút đăng ký kênh để xem những video về miền Tây tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn.